đặt camera ở nhà để trông cún. Con sen phát hiện điều bất ngờ theo đó, chàng trai này đã bí mật đặt một chiếc máy quay ở nhà để trông chừng bé cún mỗi khi mình đi vắng. Đến khi xem lại, anh mới biết được chú chó đã cô đơn và buồn bã như nào khi thiếu vắng bóng hình của mình. Chỉ mới vừa bước ra khỏi cửa, bé đã vội vã lo lắng chạy theo, cố nhảy lên như để mở cửa, sợ rằng chủ đi mất sẽ không quay trở về nữa. Sau vài lần không thể mở được cửa, bé quay đầu lại buồn bã đi về phòng nhưng vẫn không thể nén được nỗi buồn mà kêu lên. Đôi mắt em rơm rớm như sắp khóc. Suy nghĩ một lúc, em lại quay về phía cửa, nằm đợi chủ nhân về. Bởi vậy mới nói, trong suốt quãng đời của một chú chó, hầu hết thời gian chúng dành ra là để đợi chủ nhân trở về. Đối với chúng ta, chó chỉ là một loài động vật, nhưng đối với chúng, ta chính là tất cả. Vậy nên mong rằng chúng ta hãy luôn trân trọng mỗi khoảnh khắc ở bên cún cưng của mình. Các bạn đã xem, nếu thấy hay cho mình xin nút bấm like và đăng ký kênh nhé.